chào tất cả các bạn nhé. Thì mình hôm nay đây đang nghịch một cái trò mới các bạn. Thay vì làm mạch bảo vệ cho nó, ví dụ như điện trôi điện gió, thì giờ mình xài công tắc tơ này. Với công tắc tơ này thì mình đang xài với điện áp nuôi là 100V. Đây, các bạn xem không? Đây cho mình tua gần lại cho các bạn xem. Đây 100V đây. Nó mắc cái này rồi. 100V và 50 đến 60 Hz. 2A. Cái này nó chịu đựng có 2A thôi. Nên là cái dòng nhỏ, không phải là loại lớn. Đây thì cái điện áp á, mình mà xài đây là mình đã giảm đi rồi, chỉ lấy trong một quận ở trong này ra thôi. Thành ra quận này và quận kia mình đã đo thử và được cái quận này là tương ứng với khoảng tầm 100V. 100V thì cái công tắc tơ này, khởi động từ này nó sẽ nhả. Nó sẽ đủ điện. Khi mà đủ điện cái con này nó sẽ hút vào. Hút vào thì mình sẽ ra thằng này một cái tải. Ví dụ như cái này là mình đang gắn vô trong cái lúc nãy mình thử rồi. Thì cũng ok lắm. Gắn vào trong cái máy cắt đây. Máy cắt bên đó đó. Ổ cắm máy cắt đây. Đây. Đấy, mình đang lôi đâu mà ổ cắm máy cắt lên đây. Thì mình đã tắt máy cắt rồi. Thì đây cho các bạn xem mà khởi động từ nó sẽ nhảy nhá. Đây, rồi. Rồi mình sẽ chạy cho nó chạy máy đi rồi xem khởi động từ nó chạy này, nhảy này. Đấy. Đây các bạn, thì khởi động từ này nó cũng không đúng hết chết nên là cái nó cũng nhảy rồi, nhưng mà đủ điện áp là nó nhảy. Đây cho các bạn xem cái khởi động từ này nó với bao nhiêu volt là nó nhảy nha. Mình cài cái này cho nó chất cái đó. Quá rồi giờ nó hơi có các bạn. Rồi giờ mình sẽ cho nó xem có bao nhiêu volt ở cái đầu vào này là nó sẽ nhảy này. Volt này, AC volt này, xem coi các bạn có thấy không nào. Để cái này đi. Để làm sao cho các bạn thấy được đó. Rồi. Mình đo thang AC nhé. Các bạn nghe nó nhảy nè. Nghe thôi, khỏi cần xem. Mình chỉ cần xem đồng hồ được rồi. Rồi ra có 50V là nó đang nhảy đây các bạn. 50V. Bắt đầu 50V
công tắc tơ là đã làm việc rồi, đã nhảy rồi nha các bạn. Đấy. Rồi, nó nhảy rồi. Nhưng mà nó chưa hết hết. Vì nó chưa đủ điện áp. Cái này là nó nhảy rồi, nhảy rất chi là nhanh. Rồi, mình sẽ cho nó lên 110 là nó sẽ hút luôn. Đây, nó 110 này. Không, che mất cái công tắc tơ rồi. Mình đo này thì có thấy rồi các bạn. Đây, thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Đây nha. 110 là nó sẽ hút trực tiếp. Đấy. Dưới 110 là nó sẽ nhấp nhả liên tục luôn. Là nếu như các bạn mà những cái con này là điện áp cao này thì các bạn xài cho con hòa lưới năng lượng mặt trời, thì khi mà đóng qua chỗ thì nó sẽ nghỉ tu bin mình lại, không chạy hết cỡ nha. Rồi mình cho nó đo cái đầu ra này, đo cái đầu ra mà có cái khởi động từ nha. Nhưng mà mình đo đầu trước của công tắc tơ như này thì mình sẽ đo xem và nó sẽ được bao nhiêu volt này. Rồi đây là hai sợi đen nha, còn đây là mấy sợi đỏ này, mình đo hai pha nha. Rồi đây nha, mình sẽ đo nha. Đây là thứ như này. Rồi mình sẽ đo cho các bạn xem. Nó quá cao, điện áp quá cao. Ba trăm tám mươi bốn này, nó vẫn còn bị nhịp 380 volt. Đầu ra là nó rơi vào khoảng tầm 500 volt, là bắt đầu nó sẽ trên hai pha này 500 volt thì nó mới đứng này các bạn. Mình mà chạy lên đến nỗi mà cái đồng hồ này nó sẽ tắt luôn, vì cái này nó quá điện áp 500 volt là nó sẽ ngắt nha các bạn. Nghe gì không, cái đằng kia này 370 380, bên kia này 400 này, 500, 500 cái máy vẫn không mua, nó vẫn còn được. 600 nó mới ngắt, 600 vôn nha, 600 vôn thì nó mới ngắt. Và mình thử cắt làm một lần đấy nha, và xem, đây, mình sẽ cắt làm một lần nữa, và cho các bạn xem là đến khi nào này nó cái điện áp nào là nó đứng lại này. Cái điện áp đầu ra này là 500 volt, hai pha này để được 500 volt thì là cái này nó hút cứng luôn này, nó không có bị tạc nhát liên tục nữa. Vì khởi động từ này cái đầu nuôi của nó là khác, và cái đầu mà ra pha này là khác này, nó sẽ điện áp sẽ cao hơn này. Nên mình chỉ lấy hai quận ở trong kia. Ví dụ như trên một cái cuộn dây mình sẽ lấy hai đầu dây trên cái đường đó ra, thì mình sẽ đi vô đây được cái điện áp là mình mong muốn. Còn cái này là một cuộn dây này, một cuộn này, tới đây là hai này, thì điện áp này, chứ còn một sợi này quay với hết ga thì thằng này nó mới cái tạch, nên là mình cần điện áp nhiều hơn để cho này đóng ngắt sớm hơn, để bảo vệ tốt hơn. Nhưng mà mình
nếu mà quay chỉ cần hai pha này 500V rồi thì chỉ cần 100 mấy đấy, 200V trên này, 200V này thì thằng này nó bắt đầu nó đã nhảy rồi nha các bạn. Mình đã nãy đã đo kỹ rồi và mình đã đấu rồi. Rồi giờ mình sẽ cho nó chạy qua máy cắt nha. Đây đây là cái máy cắt của mình này. Mình để bên kia. Máy cắt này hơi lớn rồi. Cũng tức tiền máy cái máy khoan này mới có kéo nổi không. Rồi giờ mình sẽ dùng hai tay cầm máy khoan cơ. Đây mình cầm máy khoan này, nó cũng nhỏ thôi, và cho con máy cắt này nó chạy. Cần cái gì để cho nó dán cho nó dễ cái đường này. Rồi, ở đây cho sang đây chốt. Giờ cái vôn bên này mình không quan trọng nữa. Giờ hồi nãy mình đã cắt sơ cho các bạn xem rồi. Giờ đây thì mình sẽ cho nó chạy và công tắc cơ này nó làm việc này. Nó sẽ đóng ngắt được. Đấy, là nó sẽ làm cái này mình chỉ dùng vào chở xả thôi nha, chứ không phải sử dụng vô cái mục đích mà gắn máy cắt này. Nhưng mình đây là một cái tải lớn trên 1000W. Cái máy cắt lớn đó là hơn 1000W. Thì giờ mình, nhưng mà các bạn chỉ dùng những con này thì chở cũng phải tầm 1000, nhưng mà điện chở nó sẽ cao chút, ví dụ như 15 đến 20 ohm chẳng hạn. Đấy, ví dụ là 15 đến 20 ohm thì nó sẽ thắng như thế này. Các bạn thấy không? Là nó, cái thằng này nó cứ nhấp nhả khi mà nó dùng cứ điện áp là nó cứ nhấp nhả như vậy, là làm cho tuabin mình á là lúc nào nó cũng có cái chế độ bảo vệ ngắt và nhả, không cho nó quay nhanh được. Ví dụ như nó quay trong cái mức độ này á, mức độ này này thì không sao này, nè, không sao nè, thấy không? Với mức độ này là không sao. Rồi mình đã lấy đồng hồ đồ tua cho các bạn xem. Rồi đây thì mình đã dùng cái đồng hồ đồ tua này xem coi cái vòng tua có nó bao nhiêu là nó sẽ đóng nha các bạn. Hiện tại là 300 mấy nè. Cái tay mình run quá. Cái máy khoan nó lắc. Nó rơi vào 300 vòng thì khởi động từ nó nhảy thì cái máy cắt ở bên kia nó sẽ chạy này. Nó mình đây là căn nó hơi khó vì vừa căn được cái này mà các bạn có biết có nhìn thấy được bên kia không nha. Giờ mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Thứ hai nữa là tay mình có hai tay mà một cây mới cầm mấy ấy rồi. À, 200 mấy này. Coi các bạn lúc nào nó cực cái nhỉ. Các bạn biết là thôi luôn nè.
240 này, 300 mấy này. Ba trăm rưỡi là bắt đầu nó nhảy, 350 là cái này nó đã nhảy nhảy thì đến cái máy kia nó quay này, à, máy kia nó bên kia là nó quay khởi động quay này. Máy quay với tốc độ cao quá nên là mình không có thấy được cái ấy, cái gì băng keo. Không, chỉ cần nhẹ cái là nó đã như vậy rồi đó. Nên là cái dòng nó rất chi là lớn. Đây, mình thử cho nó chạy trực tiếp luôn này, không cần qua công tắc tơ này. Nhấn công tắc tơ khởi động từ này. Mình sẽ nhấn khởi động từ thì cái máy kia nó chạy luôn này. Nó công suất ra ngàn nặng lắm các bạn. Máy khoan kéo không nổi luôn. Nó nhấp từ từ nó lên mới được. Chứ còn đấy là nó cứ đóng ngắt này thì nó làm việc cái con kia. Chứ còn để máy khoan này mà để kéo được cái máy cắt lớn nó lên trực tiếp thì hơi khó nha các bạn. Đây này, mình cho các bạn xem này, chứ không phải là gì. Đây. Kéo xích cái đằng này qua đây đi đã. Rồi, nhấn cái này này, nhấn cái khởi động từ này. Đây, nhấn cái khởi động từ này vô là lúc nào đang hút này, là nó sẽ cái dây, dẫn thông mạch và cái dây vàng này. Dây vàng này qua bên kia. Nặng lắm này, thấy các bạn không? Là cái chở rất chi là lớn. Cái chở lớn quá nên là cái này không thắng lại được. Cái kia là một cái thắng. Vì mình cho một cái tải lớn như thế này là các bạn biết cái lực của cái máy khoan này rồi. Nếu mà nó đang ấy mà khi mà bóp đây bên khởi động từ này lại. Đây, bóp này lại là chạy không nổi này, mình bóp mình hết cỡ không chạy nổi. Không chạy nổi này. Đấy, nhưng mà thả ra này. Thả ra thì chạy ngon lành. Đấy, cái chở lớn quá thì nó khóa tơ min mình lại khi mà quay vô lớn. Nó cũng là một cách để cho mình nghiên cứu thôi và là áp dụng trên con khởi này. Thì cái khởi động từ này á, với điện áp mà cái đầu ra nó quá cao như vậy thì không sử dụng được cái này, cái nhiệt độ này, thì mình chỉ bắt trực tiếp từ 3 pha này xuống thôi. Ví dụ như T1 L2 L3 này thì mình bắt ví dụ 3 con trên này thì mình bắt với 3 con dưới này là nó đang thông nhau. Và cần nguồn nuôi của nó là ở trên này. Nguồn nuôi của nó là 110. 110 như có các bạn xài 380 thì nó hay là bao nhiêu volt như các bạn thì điện áp bao nhiêu thì các bạn sẽ căn chỉnh như thằng dưới này. Với vòng tua bao nhiêu, mình thì cho nó thấp hơn thôi. Thấp thì mình xả vô đây. Còn nếu mà cần vòng tua trên 1000 á thì sẽ có một sợi nữa. Một sợi mình đang để sẵn đây. Đây, mình lấy ra hai sợi. Lấy ra hai sợi. Một sợi đây. Mới mình đấu xong hết rồi mà lấy ra hai sợi thêm này. Hai sợi này nó sẽ là nguồn nuôi cho cái phần này. Cái này là một sợi cuối này. Một sợi cuối này. Rồi nó sẽ thêm một cuộn này. Một cuộn đầu tiên này. Xong đấy cuộn thứ hai này. Là mình sẽ đấu ra hai cuộn. Hai cuộn là nó sẽ có 3 đầu dây nối tiếp nhau mà. ba đầu dây thì nó sẽ điện áp cái này, nó rơi vào
khoảng hơn trăm. Cái nếu mà chạy hết cỡ được khoảng hơn trăm. Và cái thằng này á đo ra với vòng tua như lúc nãy á là nó sẽ được như hai pha này 200V là bắt đầu thằng này nó đã đóng ngắt rồi. Còn nếu mà như mình muốn sớm hơn nữa thì mình sẽ lấy một thêm một quận dây nữa là 3. Thì lại thằng này là rời qua thôi. Thế là xong. Mất công tháo ra tháo vô thôi. Và mình đã làm gì mình cũng đã hàn chi rồi. Đấy. Thấy cái hình thức này cũng rất ok. Với những anh em nào mà xài đuôi không bẻ nha. Còn đuôi bẻ thì nó cũng đã khóa một phần nào rồi. Còn cái điện áp như thế này là khi lên nó đóng ngắt liên tục. Nó không phải là đóng ngắt cái cực đâu nha các bạn. Nó sẽ đóng từ nhấp đóng nhả. Như đây cho các bạn xem lại này. Đấy. Là khi có tải là nó sẽ cứ tặc. Chứ còn không tải này. Rồi mình sẽ bấm cái máy bên kia cái đã. Tắt cái máy đi ạ. Rồi mình tắt máy này. Rồi các bạn nghe này. Đấy. Nghe không? Nó tay nhanh lắm các bạn. Chưa đủ để nắp là nó chưa có ngừng. Khi nào mà đủ điện áp của nó rồi thì nó không có tạch nữa. Còn khi mà chưa đủ nó sẽ dập như liên đường cọc. Như một cái máy khâu, còn hơn một cái máy khâu nữa các bạn. Thấy không? Đó. Còn khi đeo điện áp này. Đó, không kêu đúng không? Đến lúc mà khi mà giảm điện áp này nó mới kêu. Vì mình đã căn chỉnh rồi. Căn chỉnh theo điện áp này nó đóng ngắt. Thì cái con này 100 thì nó là 50V. 50 nó đến 53V thì bắt đầu nó sẽ đóng. Nó sẽ hút có đủ điện. Cái này là mình lấy theo nguyên lý là làm việc của nó là đủ điện áp nuôi. Là hai sợi này đây. Hai sợi này, ba sợi ra này, nhưng mà mình lấy một sợi này ra thì đấu cho nó về đây thì đủ điện áp nuôi gì cho cái thằng này, thì thằng này nó sẽ hút vào. Và chưa đủ điện áp á, thì nó sẽ tạt như thế này. Còn nguyên lý là mình các bạn có thể áp dụng cho những cái mạch nào tốt hơn thì các bạn làm thôi. Còn khởi động từ này thì nó công suất cũng nhỏ, nó có 2A thôi. Còn các bạn có thể là xài lớn hơn như 380 hay là bao nhiêu vô nữa tùy các bạn. Một pha, ba pha tùy các bạn sử dụng thôi. Thì nguyên lý làm việc của nó thì cũng giống như nhau thôi. Mình thấy cũng hay đấy. Cái này cũng là một ý tưởng. Rồi, video của mình nó cũng hơi dài. Thì các bạn xem mà tham khảo nhé. Cần gì thắc mắc thì cứ hãy liên hệ mình. Và cần mua củ phát thì cứ liên hệ mình luôn nha. Mô hình mình cái con này thì giờ gần Tết đến nơi rồi. Bữa nay là 20 tháng 12 năm 2023. Còn mấy ngày nó đến Tết. Nên là giờ khách có hỏi gửi thì chỉ có qua năm thôi. Qua năm Viettel làm lại thôi. Chứ giờ những cái con hàng nặng này đi hàng 10 ngày mới tới nơi. 5-7-10 ngày mới tới nơi thì người ta ăn Tết đến nơi rồi không có giao được. Nên là thôi qua năm mới giao. Thì giờ nên mới để lại đây. Và độ chế nghiên cứu. Đây là mình đang để chỉ cho các bạn để xài điện áp cao nha. Chứ còn điện áp thấp thì mình không có sử dụng được như cái con này. Điện áp thấp thì xài trực tiếp cũng được, không cần thiết phải qua. Nhưng mà khi mà điện áp từ 100 cho đến 500V để hòa lưới con năng lượng 3 đến 5 kg năng lượng mặt trời thì các bạn nên xài cái này. Đầu vào thì nó vẫn vậy thôi. Đầu vào và đầu ra, đầu nuôi của nó này. Và đến đến ngưỡng điện áp cái này là mình sẽ đấu song song nha. Xài dynamo cái gì à?
cái giống như này này thì các bạn chia ra cái này đấu song song vào quân hòa lưới luôn, còn cái đầu này ra tải thôi. Đấy là gọi là bảo vệ. Bảo vệ là cái này là chỉ có nhiệm vụ là xả tải vậy thôi, còn các bạn cứ nghiên cứu vào cái mục đích của sử dụng của mình. Rồi, chúc các bạn sắp đến Tết một năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại video tiếp theo của mình.